rộ clip nghi vấn Vĩnh Thụy cầu hôn bạn gái ra thế khủng. Trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Vĩnh Thụy trao nhẫn cho một người con gái bí ẩn. Theo đó xuất hiện trong clip, người mẫu 8X mặt vui vẻ, diện vest sang trọng lấy từ trong áo ra chiếc nhẫn. Sau đó anh chàng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay của nhân vật nữ bí ẩn, còn không quên hôn nhẹ lên đôi bàn tay. Quan sát kỹ thì có thể thấy được bối cảnh mà Vĩnh Thụy đang ngồi trông như các nhà hàng ven biển. Chính việc này đã khiến một số netizen đặt câu hỏi, liệu có phải anh chàng đã bí mật cầu hôn nửa kia của mình hay không? Dù chưa được kiểm chứng, song đoạn clip vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên cõi mạng. Vĩnh Thụy là nam người mẫu 8X nổi tiếng, anh chàng liên tiếp tạo dấu ấn với hàng loạt dự án nổi bật trong thời gian gần đây, đánh dấu màn tái xuất ấn tượng sau thời gian tạm xa showbiz. Ngoài ra, Vĩnh Thụy cũng rất nổi tiếng với thân hình cơ bắp của mình. Anh chàng thường xuyên tập luyện thể thao để duy trì vóc dáng. Gần đây, anh còn cùng dàn sao Việt như Băng Di, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, cặp đôi Cường Seven, Vũ Ngọc Anh, diễn viên Lợi Trần, Cao Thái Hà, Kiều Minh Tuấn xuất hiện chung trong phòng tập boxing. Ai nấy đều khoe vóc dáng săn chắc, mạnh khỏe. Bên cạnh sự nghiệp, đời tư tình ái của anh chàng siêu mẫu cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Theo một số nguồn tin, Vĩnh Thụy đang bí mật hẹn hò với cô gái có ngoại hình xinh xắn, chẳng hề kém cạnh bất kỳ hot girl nào. Bạn gái Vĩnh Thụy có ra thế không phải dạng vừa, là ai nữ của một đại gia có tiếng ở Đà Lạt, cũng là quê hương của nam người mẫu. Không những thế, bạn gái của Vĩnh Thụy cũng là du học sinh, từng du học ở Singapore. Cả hai từng trải qua thời gian dài tìm hiểu trước khi đi đến mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Có nguồn tin cho rằng vào dịp Tết Nguyên đán 2021, cô nàng cũng đã đưa Vĩnh Thụy về ra mắt gia đình và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Hiện chuyện tình của anh chàng đang được cư dân mạng không ngừng quan tâm.